Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, gặp nhiều may mắn và thành công. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp tuần mới từ ngày 27 tháng 12 đến ngày mùng 2 tháng 1 năm 2022 chi tiết chính xác nhất. Tử Vi tuần mới của tuổi Tý từ ngày 27 tháng 12 đến ngày mùng 2 tháng 1 năm 2022 chi tiết chính xác nhất. Bước sang tuần mới này với bạn tuổi Tý, thầy Tử Vi chỉ ra rằng với bạn tuổi tý đang có điểm báo tuần mới có thể gặp trở ngại một chút nhưng là lúc bạn tuổi tý thể hiện được sự độc lập tràn đầy năng lượng dù là xiềng xích của số mệnh cũng không thể trói buộc được bạn chính sự dũng cảm tỏa ra từ bạn khiến người khác phải ngưỡng mộ về phương diện tình cảm trong tuần mới này cho thấy dường như với bạn tuổi tý cảm thấy mất phương hướng trong chuyện tình cảm của mình khi yêu bạn cũng như đối phương nên học cách giao tiếp để có thể tâm sự sẻ chia thể hiện được tình cảm chân thành như vậy cả hai mới sẽ mở lòng hơn khi nói chuyện với nhau trong tuần đang gặp sao thái tuế hung tinh chiếu mệnh điều này sẽ không hề tốt cho việc bạn tuổi tý xuất hành đi xa do đó khi đi lại di chuyển bản mệnh nên ưu tiên chọn giải pháp an toàn nhất có thể ngoài ra dù tiến hành việc gì thì cũng phải cân nhắc cẩn thận với bạn tuổi tý những ngày đầu tuần vận trình của bạn được thuận lợi hơn mọi việc đang suôn sẻ thì bản mệnh nên ưu tiên tập trung toàn bộ nguồn lực đang có đi nhé cuối tuần bạn sẽ đối mặt với thương quan chiếu mệnh gây ra không ít chướng ngại làm cho tinh thần lẫn tiền bạc khiến bạn chẳng có được bước tiến nào Tử vi tuần mới của tuổi Sửu từ ngày 27 tháng 12 đến ngày mùng 2 tháng 1 năm 2022, chi tiết chính xác nhất. Vận trình tuần mới này với bạn tuổi Sửu, thầy tử vi chỉ ra rằng Tuần này mọi việc với bạn đang diễn ra đều đều, ổn định vì bạn tuổi sửu đủ khả năng để kiểm soát tình hình hơn ai hết. Bạn là người cẩn trọng nên thấu tỏ mọi sự việc, tìm cách điều chỉnh kịp thời nếu có việc gì không đi đúng hướng và trong tuần mới này lại rất tốt cho các mối quan hệ của bạn tuổi sửu, trong quan hệ giao tiếp xã hội và tinh thần của bạn chính là thỏi nam châm thu hút người khác. Bạn khiến người khác nhớ đến mình và thật khó để chán khi ở bên cạnh bạn. Trong tuần giao thoa của những ngày cuối năm và những ngày đầu năm mới dương lịch này, với bạn tuổi sửu đang gặp được sao bách Việt trợ mệnh, chủ đào hoa nở rộ, mở ra vô vàn cơ hội tốt cho bạn tuổi sửu, đặc biệt là đối với những bạn đang độc thân, nếu có ai thầm thương trộm nhớ thì hãy bật đèn xanh cho họ, bạn có thể sẽ nên duyên trong thời gian này đấy. Những cặp đôi nên cẩn thận vì có thể xuất hiện đào hoa dữ, nảy sinh tình cảm với người không nên có tình cảm. Và đến giữa tuần với bạn tuổi sửu, rất có thể bản mệnh phải đối mặt với chút nhũ nhương, khi kiếp tài xuất hiện gây ra khó khăn trong việc giao tiếp và khủng hoảng niềm tin. Bạn có thể tìm lại bình yên vào cuối tuần khi mọi việc đã tạm lắng lại. Tử vi tuần mới của tuổi dần, từ ngày 27 tháng 12 đến ngày mùng 2 tháng 1 năm 2022, chi tiết chính xác nhất. Xem tử vi tuần mới này với bạn tuổi Dần cho thấy, với bạn đang có điểm báo vận trình không được suôn sẻ cho lắm, điều này khiến cho bạn có cảm giác khá nặng nề, khó có thể tập trung làm việc. Dường như những cuộc cạnh tranh quyền lực xung quanh dù chẳng liên quan nhưng vẫn khiến bạn kiệt sức. Về phương diện tình cảm của bạn tuổi Dần trong tuần mới này, đối với những bạn đang còn độc thân cảm thấy hoang mang với vận trình tình cảm của mình. Với bạn tuổi Dần đang tự hỏi mình liệu mình có cần hạ bớt những tiêu chuẩn về người bạn đời hay không? Đừng cố gượng ép mình vào một khuôn khổ chọn lựa nào cả nhiều khi tốt nhất chưa hẳn là phù hợp nhất lại thêm trong tuần đang có sự xuất hiện của thiên cầu là hung tinh chiếu mệnh làm cho bạn cũng đang có điểm báo gặp phải những vấn đề gây hại cho sức khỏe cho bản mệnh do đó hãy phòng tránh bằng việc lựa chọn đồ ăn có lợi cho sức khỏe đi ngủ đúng giờ bạn nhé cơ thể yếu lại không được dưỡng sức đúng cách khiến bạn trở nên kiệt quệ hơn mà thôi và với bạn tuổi dần trong tuần mới này dù có gặp rắc rối nào thì hãy sớm xử lý ổn thỏa và cho qua bạn nhé hãy có niềm tin vững chắc vào tương lai thiên tài sẽ xuất hiện vào cuối tuần mang lại may mắn tiền bạc và giúp cuộc sống bạn rực rỡ hơn. Tử vi tuần mới của tuổi Mão từ ngày 27 tháng 12 đến ngày mùng 2 tháng 1 năm 2022, chi tiết chính xác nhất. Với bạn tuổi Mão bước sang tuần mới này, thầy tử vi chỉ ra rằng, vận trình của bạn trong tuần gặp nhiều sự cố, nhưng đừng buồn phiền quá lâu mà bạn phải mạnh mẽ tìm cách đứng lên, bởi bạn hiểu được ý nghĩa của cuộc sống này rằng chỉ khi vượt qua những trông gai trước mắt bạn mới thấy được những điều tốt đẹp vẫn luôn chờ đợi mình còn về chuyện tình cảm của bạn tuổi mão trong tuần mới này cũng không được như ý có thể thấy càng lý trí đôi khi lại càng khó tìm được tình yêu đích thực việc phải suy nghĩ quá nhiều khi lựa chọn có thể khiến bạn bỏ qua cảm xúc thật của mình và biết đâu bỏ lỡ luôn cả bạn đời lý tưởng bạn có biết mình là con giáp mang mệnh công chúa phú quý trời sinh hay không vì vậy hãy phát huy những ưu điểm sẵn có của mình nhé trong tuần mới này may mắn với bạn tuổi mão đang gặp được sao thiên đức chiếu mệnh báo tin vui cho bạn về phương diện tài lộc tiền bạc được dùng dình có cơ hội phát tài phát lộc đến với bạn vào lúc khi mà bạn chẳng thể ngờ nhất đó có thể là khoản lương hậu hĩnh giúp bạn vực lại tinh thần đang ảm đạm thời gian qua thế nhưng với bạn tuổi mão đừng vì có chút tiền mà tự cao tự đại không xem ai ra gì vì đó có thể là con dao hai lưỡi mà bạn không hay tuần này bạn luôn phải giữ thái độ khiêm tốn nhún nhường mới là cách thể hiện khôn ngoan nhất Tử vi tuần mới của tuổi thìn, từ ngày 27 tháng 12 đến ngày mùng 2 tháng 1 năm 2022, chi tiết chính xác nhất. Vận trình tuần mới này với bạn tuổi thìn, thầy tử vi chỉ ra rằng. Về chuyện tình cảm của con giáp tuổi thìn có nhiều tín hiệu đáng mừng. Một số bạn đang còn độc thân tìm được người bầu bạn, thấu hiểu và được nâng đỡ. Nhờ vào sự bí ẩn toát từ khí chất mà mọi người luôn tò mò về con người thật của bạn. Với bạn tuổi Thìn, dù bạn được xem là người có khả năng cân bằng mọi vấn đề trong cuộc sống, tuy nhiên tuần này vẫn phải đối diện với những xáo trộn không mong muốn xảy ra. Dường như mọi việc đang đi xa tầm kiểm soát của bạn, nỗ lực của bạn cũng không mang lại kết quả. Trong tuần lại gặp sao Bạch Hổ là hung tinh chiếu mệnh, làm cho bạn đang có điểm báo, với bạn sức khỏe đang có dấu hiệu giảm sút nếu bạn không tìm cách để thay đổi lối sống của mình trở nên lành mạnh hơn thì có nguy cơ bị ốm thường xuyên đấy nhé. Hãy học cách chăm sóc cơ thể đúng cách, dù trời lạnh cũng không quên uống nước thường xuyên với bạn tuổi thìn, những ngày đầu tuần của bản mệnh không thực sự đáng lo ngại cho tới khi tỷ kiên xuất hiện giữa tuần gây ra cản trở, như đồng nghiệp hiểu sai ý, ghen tị, bạn bè phản bội, người thân quay lưng. Khiến bạn chẳng thể nào tập trung cho công việc của mình. Tử vi tuần mới của tuổi tỵ từ ngày 27 tháng 12 đến ngày mùng 2 tháng 1 năm 2022, chi tiết chính xác nhất. Bước sang tuần mới này, xem tử vi cho thấy với bạn tuổi tỵ đang có được tinh thần rất tốt, đặc biệt với bạn tuổi tỵ đang có được tinh thần hợp tác cao, bạn ưa sự bình ổn nhưng lại luôn sẵn sàng để đương đầu với khủng hoảng. Bạn bè tìm đến bạn khi họ cần lời khuyên và muốn đưa cuộc sống trở lại quỹ đạo vốn có. Bạn tuổi tỵ cũng rất giỏi trong vấn đề quản lý tiền bạc. Bạn bè vẫn hay xin bạn lời khuyên về cách tiết kiệm hoặc thậm chí kiếm nhiều tiền hơn, vì bạn luôn có một khoản phòng thân để dành cho những lúc khó khăn. Đặc biệt là, trong tuần khi có cắt tinh trợ mệnh, con đường tài lộc của bạn đang rất dồi dào, nên rất tốt cho việc làm ăn, kinh doanh, nhiều người tuổi tỵ lúc này có cơ may thu về món lợi lớn. Ai chưa nghĩ tới việc tự kinh doanh thì nay có thể tự tin để khởi động nữa rồi nhé. Còn về phương diện tình cảm cho thấy, với bạn tuổi tỵ càng mong ước xa vời thì tình cảm của bạn càng chẳng đi tới đâu, với những ai đang có đôi thì có lúc cảm thấy bế tắc. Lời khuyên cho bạn đó là bạn càng chân thật trong cảm xúc thì khả năng gặp được người bạn đời đích thực lại càng cao. Từ vi tuần mới của tuổi ngọ từ ngày 27 tháng 12 đến ngày mùng 2 tháng 1 năm 2022, chi tiết chính xác nhất. Bước sang tuần mới này với bạn tuổi ngọ, thầy tử vi chỉ ra rằng, về chuyện tình cảm có thể khiến cho bạn cảm thấy khó xử, bạn cần làm đó là nói thẳng ra cảm xúc suy nghĩ của mình. Đó có thể là cách để bạn thể hiện bản thân, đồng thời giúp bạn hiểu hơn về quan điểm, sở thích và những mong muốn của đối phương về tình yêu trong tương lai tuần mới cho thấy, với bạn tuổi ngọ thể hiện sự tốt bụng với trái tim ấm áp sẽ luôn giúp đỡ bạn bè hay thậm chí người lạ. Bạn còn là người sẵn sàng lắng nghe khi ai đó có vấn đề cần giải tỏa. Cũng chính vì sự lương thiện của mình mà bạn luôn cố gắng tìm mọi cách để chữa lành và hàn gắn những tổn thương về tinh thần cho gia đình, bạn bè. Tuy nhiên trong tuần bạn tuổi ngọ đang chịu ảnh hưởng của đại hao là hung tinh chiếu mệnh, cho thấy bạn vì quá tốt nên dùng cả tiền bạc của mình ra để giúp cho người khác, do đó tiền bạc của bạn bị tiêu tốn khá nhiều thế nhưng bù lại bạn lại có được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Bên cạnh đó, trong tuần cũng có được thực thần xuất hiện ngay từ đầu tuần mang lại may mắn cho bạn tuổi ngọ, giúp bạn tự tin thực hiện một số nhiệm vụ đang dở dang. Tuy nhiên, khi thời cơ tới hãy tận dụng triệt để vì sẽ có thể có những khó khăn xuất hiện ngay sau đó mà bạn không lường trước được. Tử vi tuần mới của tuổi mùi, từ ngày 27 tháng 12 đến ngày mùng 2 tháng 1 năm 2022, chi tiết chính xác nhất bước sang tuần mới này thầy tử vi chỉ ra rằng vận trình của bạn đang có nhiều dấu hiệu khởi sắc khi mà với bạn tuổi mùi thực hiện được khá nhiều mục tiêu cuộc sống của mình trong tuần này có thể thấy bạn luôn sẵn sàng cho mọi điều bất ngờ và không ngại dấn thân vào những hành trình mới đây cũng là điều gây ấn tượng nhất của bạn trong tuần dù bạn tuổi mùi đang rất tự tin với năng lực của mình thì lúc này cũng không được quên việc học hỏi thêm kinh nghiệm từ người khác đấy nhé có thể một câu nói của người giỏi giúp bạn đỡ phải đọc cả trăm cuốn sách nữa đấy về các mối quan hệ xã giao của bạn tuổi mùi trong tuần mới này cũng khá tốt đẹp hài hòa vui vẻ chỉ cần tiếp xúc một lần người khác sẽ muốn làm bạn ngay bởi vì tính cách của bạn rất tuyệt vời trong việc tạo ra niềm vui một cách dễ dàng và tự nhiên tuy nhiên bạn cũng đang gặp tiểu hao xuất hiện lời khuyên cho bản mệnh là nên tránh tiêu xài hoang phí trong tuần này thậm chí bạn chủ quan cho rằng đó chỉ là món đồ ít tiền và rẻ thôi nhưng thói quen này duy trì lâu thì rất nhiều số tiền nhỏ sẽ trở thành một khoản lớn tử vi tuần mới của tuổi thân từ ngày 27 tháng 12 đến ngày mùng 2 tháng 1 năm 2022 chi tiết chính xác nhất. Xem tử vi cho thấy với bạn tuổi thân bước sang tuần mới này, bạn là người có cá tính mạnh mẽ, kiên cường và không ngại đương đầu với mọi khó khăn, thử thách. Dù cho vấp ngã cũng chẳng sao cả, bạn sẵn sàng đứng lên và tiếp tục đi về phía trước. Nhưng việc bạn quá mạnh và không cần ai hỗ trợ thì cũng chưa hẳn là cách khôn ngoan đâu nhé. Về phương diện tình cảm của bạn tuổi thân, thì cái chuyện tình cảm của bạn lại đang có điểm báo không như ý cho lắm, phần lớn là do sự cố chấp thiếu sự thấu hiểu của bạn mà thôi. Bạn cứ cố làm những việc mà bản thân cho rằng mình đúng mà không cần biết những suy nghĩ trong lòng người khác là gì. Trong tuần cũng đang gặp ngũ quỷ là hung tinh chiếu mệnh, điều này gây ra không ít những ảnh hưởng xấu cho sức khỏe của bản mệnh, nhất là những người tuổi thân bị bệnh khó ngủ, thức khuya quá nhiều. Bạn cần thay đổi lại giờ giấc sinh hoạt cho khoa học hơn thì mới mong thay đổi tình hình. May mắn là trong tuần cũng đang gặp được chính quan chiếu mệnh, ngay từ đầu tuần với bạn đã có được những tia sáng chiếu rọi, giúp cuộc sống của bản mệnh gặp nhiều may mắn, công việc hanh thông. Thế nhưng, với bạn tuổi thân cũng đừng chủ quan, khinh địch vì cuối tuần đang có điểm báo sẽ có rắc rối không hề nhỏ, hãy cẩn trọng hơn. Tử vi tuần mới của tuổi Dậu, từ ngày 27 tháng 12 đến ngày mùng 2 tháng 1 năm 2022, chi tiết chính xác nhất Xem tử vi của bạn tuổi dậu khi bước sang tuần mới này, thầy tử vi chỉ ra rằng, vận trình tuần này với bạn đang có điểm báo, rất có thể bạn tuổi dậu đưa ra những quyết định sai lầm trong tuần này, bạn sẽ có xu hướng hy sinh bản thân và đam mê để mưu cầu sự ổn định trong tương lai. Bạn sẽ là những người làm việc chăm chỉ, bám sát những kế hoạch đề ra và dễ tức giận khi mọi thứ chạy khỏi quỹ đạo. Còn về phương diện tình cảm của bạn tuổi dậu trong tuần mới này, chuyện tình cảm thìn, ở trong lòng đang chất chứa nhiều buồn sầu nhưng bạn không biết bày tỏ cùng ai tuy nhiên nếu như với bạn tuổi dậu cứ mãi giữ những tổn thương ấy ở trong lòng đồng nghĩa với việc bạn đang xây một bức tường kiên cố cản trở chính mình gặp được người bạn đời thích hợp trong tương lai may mắn là với bạn tuổi dậu trong tuần mới đang có được sao thái âm chiếu mệnh là cắt tinh sẽ hỗ trợ cho những vấn đề từ trong công việc cho tới vận trình tình duyên của người tuổi dậu sẽ được tháo gỡ do đó khi có chuyện thì nên tìm cách liên hệ với người có kinh nghiệm để xin lời khuyên bạn nhé với bạn tuổi dậu đang có được sự giúp đỡ của những người có kinh nghiệm hàng chục năm trong chuyện mà bạn đang gặp phải, nên họ giúp cho bạn xử lý rất nhanh, bạn chẳng đủ sức cũng như trí tuệ để có thể đọ với sự thông tuệ mà những người được xem là chuyên gia này có được nhờ việc họ tích lũy trải nghiệm sống trong chừng ấy năm, cho nên công việc với bạn được xử lý rất tốt. Tử vi tuần mới của tuổi Tuất từ ngày 27 tháng 12 đến ngày mùng 2 tháng 1 năm 2022, chi tiết chính xác nhất vận trình tuần mới này với bạn tuổi tuất thầy tử vi chỉ ra rằng bước sang tuần mới này với bạn tuổi tuất rất được mến mộ và thường trở thành đối tượng gây nhiều sự chú ý cho đông đảo mọi người đi đến đâu bạn cũng mang đến cảm giác thần bí cho mọi người xung quanh bạn là một người rất thú vị tính cách của bạn có sự điềm tĩnh khiêm tốn nhưng pha trộn chút lãng mạn với bạn tuổi tuất bản mệnh nổi tiếng là người thích sự mới mẻ bạn biết cách lên kế hoạch và dẫn đầu trong những cuộc phiêu lưu thú vị nhất bạn bè tìm đến bạn khi họ muốn có những cuộc vui đáng nhớ và mong muốn mọi thứ sẽ trở nên hoàn hảo bởi vì bạn sẽ không bỏ lỡ bất cứ điều gì ngay cả những chi tiết nhỏ nhặt trong tuần đang có sao dịch mã chiếu mệnh chủ về dịch chuyển di chuyển nhiều trong tuần cho thấy cuộc sống của bản mệnh tuần này vất vả buôn ba nhưng bù lại là nhờ sự xông xáo nên hứa hẹn tài lộc tiền bạc của bạn sẽ gia tăng đang kể bên cạnh đó chính tài chiếu mệnh ngay những ngày đầu tuần mang lại may mắn tiền bạc cho bạn tuổi tuất nhất là ai đang tập trung kinh doanh cuối năm nay những rắc rối xuất hiện từ giữa tuần do đó, bạn nên đề cao cảnh giác hơn, cẩn thận kẻo tiền mất tật mang. Tử vi tuần mới của tuổi hợi từ ngày 27 tháng 12 đến ngày mùng 2 tháng 1 năm 2022, chi tiết chính xác nhất. Bước sang tuần mới này với bạn tuổi hợi, với bạn đang rất mong cuộc sống ổn định để bạn tĩnh tâm trở lại. Có thể thấy, sự hỗn loạn chính là kẻ thù lớn nhất, do đó, bạn tuổi hợi dễ sợ hãi khi phải đối mặt với những ham muốn sâu thẳm bên trong mình về mặt tình cảm lời khuyên dành cho bạn tuổi hợi rằng hãy để chuyện quá khứ trôi qua càng sớm càng tốt có thế bạn mới mở lòng mình ra với đối tượng mới nỗi đau đó có thể đã và đang là nỗi ám ảnh trong tâm hồn bạn nhưng bạn đang có cuộc sống mới và bạn xứng đáng có được hạnh phúc trong tuần đang gặp được sao thái dương cắt tinh phù trợ giúp cho công việc cũng như nhân duyên của bạn tươi sáng hơn nhưng quan trọng là bạn có muốn nắm bắt hay không hay cứ để mọi thứ trôi qua trong sự vô ích và hoài phí do bạn quá cố chấp và với bạn tuổi hợi, cho dù là khía cạnh nào cuộc sống đi nữa, nếu bạn không có tư duy mới thì khó có được kết quả mới. Bạn hãy thay đổi từ trong suy nghĩ cho tới hành động về công việc cũng như trong tình cảm để cuộc sống của bạn đổi khác xem sao nhé. Các bạn thân mến, trên đây Minh Đường Tử Vi đã chia sẻ về vận trình tử vi của 12 con giáp trong tuần mới. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, các bạn có thể áp dụng tránh hung hóa cát để lộ trình công việc của mình được thuận lợi, suôn sẻ nhất cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại